Hôm nay giới thiệu với các bác một màu lăng bằng đá chẻ. Lăng này là có bốn trụ cột đất hình tráng, lồng đèn hai tầng, chạm trổ rất là cầu kỳ. Đây là phù điêu con lân ở vị trí gọi là cái nách của cổng, chỗ tiếp xúc giữa trụ và tường rào. Giữa hai trụ thì có phù điêu, đây gọi là giao long, một màu hình con rồng cách điều hoa lá gọi là giao long. Phía trong là bình phong rất cầu kỳ. Phía trên có rồng rồng châu bạch nguyệt. Giờ là con lân. Đây là hoa tiết rồng, chạm trổ bằng xi măng nguyên chất. Sau khi làm cột xong bằng vừa thì phía ngoài được chạm bằng xi măng nguyên chất. Các bạn xem video thấy bổ ích thì vui lòng nhấn đăng ký và like, comment ủng hộ mình nhé. Hoa tiết cây mai, mai và bên cạnh là hai quả đào. Đây là cành cành con lân. Lần cười cuốn thư thì bên trái thì hoa tiết cây tùng và hươu nai, tùng thì đi cùng hươu nai. Đây là lá của cái tùng, tùng này gọi là tùng lá hán. Đây là mặt trong của tường rào, phía bên phải thì cũng là cây tùng nhưng kích cỡ lớn hơn. Họ chạm trổ một có một ông tiêu phú đang nghỉ ở dưới gốc cây tùng. Đây là mặt trong của bình phong. Rất cầu kỳ. Hoa chạm chữ phúc. Chữ phúc rất là được ưa chuộng bởi vì ý nghĩa của nó. Hoa tiết hoa cúc, bên cạnh là có bốn con dơi đang bốn con dơi. Có một số nơi người ta chạm 5 con rồi là ngũ phúc, cũng có ý nghĩa trong phong thủy. Phía mép bình phong thì chạm hoa văn
là cuốn thư. Phía bên trái của tường rào thì chạm một cái cây cổ thụ, lá rất là tinh xảo, thời này rất linh nghe. Dưới gốc thì hình nóng cũng ngón tiêu phu câu cá. Đây là mặt trong con lân. Kìa phía lòng đen nằm trổ đất cầu kỳ, hai tầng lòng đen còn với cổ và hoa tiết ở phía dưới. Lăng này rộng 1.000 m², được bao quanh bằng đá chẻ, loại đá mà người ta tách bằng phương pháp thủ công, kích thước 20 x 15. Đây là khu vực am thờ chính, rất là đặc trưng của Huế. Tuy nhiên chọp mái của am có vẻ hơi nhỏ, chắc do gu thẩm mỹ của người thợ. Hai bên nam thì có hai vai chạm phù điêu long hổ đối xứng nhau, gọi là long trấn hổ đấu. Một số nơi thì họ chạm rồng phượng cũng đối xứng. Phía trụ rồng leo, phía trong có làm hai con hạc châu bia đá. Toàn bộ được làm bằng xi măng nguyên chất. Vật liệu này có ưu điểm là mịn và chống rêu móc, mà có nhược điểm là thi công khó, phải có mèo. Những đoàn thờ có kinh nghiệm họ mới làm xi măng nguyên chất này, nếu không thi công không đúng thì dễ gây nứt. Đây là hoa tiết rồng, phía sau lăng cũng có một hoa tiết cá chép ở cái nứt của tường rào và trụ. Cá chép cưỡi sống. Đây là phù điêu con hổ, mặt vẫn chưa được đẹp lắm. Mặt hổ này chưa đẹp trai luôn. Đây là hoa tiết chân quy rất cầu kỳ, góc chân quy là đầu rồng. Chạm trổ chân quy nó rất là tốn công.
Các bạn xem video thấy bổ ích thì vui lòng nhấn đăng ký và like, comment, ủng hộ mình nhé. Phía trên mái của anh chính là nó sẽ chạm đủ bộ tứ linh long lân quy phùng, nóc là long, giữa nóc thì có con lân. Mái trên thì con rùa, mái dưới phùng. Thì trong nghệ thuật tâm linh thì phong thủy rất quan trọng. Đây là phối cảnh nhìn từ xa của bốn trụ cổng rất hoành tráng, bốn cái lồng đèn. Xây bằng đá chè này rất là khó. Đá chè xây phải cài chỉ rất là chuẩn, rất là mật công. Và xây một lúc thì chỉ được 3 lối, phải ngưng cho khô thì mới xây tiếp được, bởi vì hồ nó không rút. Đây là cần lồng đèn. Lồng đèn có chân quỳ đỡ rất đẹp. Đây là hoa tiết, hoa lạ.